chặt các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Ý sinh từ 155 nâng cấp dàn chân phần cơ lớn với một gốc cung mô hơn 200 triệu đến từ bay cơ biệt. Các chiếc Exeter 100 độ hôm nay xuất hiện trên các hội nhóm và ngay tức đó đã thu hút được nhiều cái lượng lớn khách hàng tương tác, làm cho mọi người hồi tưởng về trào lưu trên những dàn chân mô tô phần lớn đã bị thối chào từ lâu. Nhưng đặc điểm tạo nên thương hiệu của cái trào lưu độ xe từ người chủ của chiếc Exeter 100 độ hôm nay là vô cùng đầy đủ, chưa kể anh ta còn tinh tế phối thêm những cái yếu tố mới lạ để đem đến một cái sự hoành tráng lệ cho một cái bản dòm đầy tâm huyết. Đối với cái trào lưu độ xe mô tô phô cơ lớn ngày xưa, thường thì những tay chơi hay thay đổi cái trường phái này tạo cái sự quan tâm đặc biệt cho hệ thống đèn chiếu sáng trước sau, khi nâng cấp triệt để từ vị trí này bằng những sản phẩm đèn bi cầu tối tân. Nhưng để tái hiện cái trào lưu này thì người chủ của chiếc Exeter 100 độ hôm nay cũng đã thay mới hệ thống đèn tái bản bằng 3 viên bi cầu LED hầm hố, phủ sóng chèn tay lái và cả quạt đèn chiếu sáng phía dưới mặt nạ, chắc chắn sẽ đem tính cái cường độ ánh sáng mạnh mẽ hơn so với trước đây. Cái bộ xi nhan trước là một cái sản phẩm đến từ là Sắc Power của bên Đài Loan, gắn hoàn toàn như zin chất trong Exeter 100 độ. Nó xịn sò hơn cái phần xi nhan zin ở chỗ là tận dụng công nghệ đèn LED để thông báo tín hiệu chứ không dùng bóng đèn stop halogen. Khả năng chống chạm được tối ưu nhờ vào phiên bản chìa khóa smart key nguyên bản đã không đáp ứng được cái gu thẩm mỹ của người chủ. Anh ta nhấn nhá thêm cái bộ phận ổ khóa xoát cày, một chi tiết kính nướng vặn làm từ nhôm CNC để bắt hơn. Tiếp đó, ở góc lái của chiếc xe đầy đủ những món đồ chơi thú vị như cụm công tắc, cụm đề đùng nù, đẹp hơn của Tùng nguyên bản. Tuy nhiên, nếu xét về cái độ nổi bật thì có lẽ không thể sánh bằng cái cụm ga Acosato CNC khi cái cụm ga này có dây ngoài bóng bẩy hết sức nịnh mắt. Cái chiếc Exeter hôm nay được một cái bản dọn hoàn toàn khác số đông, chứ cái dàn tay lái có hiện tượng là không phải những bản cụm thắng hiệu đính từ Rainbow. Vị trí đó nơi chú ngụ cái cụm thắng là của Fando FMC 630. Nó cấu tạo từ vật liệu nhôm CNC cực kỳ cao cấp, mang tính hai cái chức năng điều chỉnh biên độ xa gần ở phần tay thắng và cái độ nhạy của piston. Chức năng hỗ trợ cho người dùng có thể điều chỉnh lực thắng một cách nhanh chóng mà không cần phải canh dầu hay canh gió lại. Đối với cái cụm con của chiếc xe hôm nay, người chủ cũng lựa chọn cho mình một bên trái là cái cụm thắng của Fando FMC 630 để nâng cao công suất cưng khi tận dụng cái cụm con dầu chấm như cái bản đột dàn chân phần cơ lớn trước đây, tạo nên một nét đẹp liền lạc đồng điệu dàn tay lái khi nhìn ngắm bản độ từ bên trái sang bên phải. Chứa dầu của cụm thắng là Fando FMC 630 ở hai bên là cái chiếc bình dầu CNC Racing phiên bản Dodo Ramax, một cách đối xứng hết sức cân đối, tổng giá trị rơi vào khoảng gần 5 triệu. Hiệu năng giảm chấn phục trước đã được tối ưu hóa nhờ vào cặp phục LCM ti vàng xịn sò, được thiết kế theo cái cơ cấu giống như phục Winner 90, có thể lắp được cho cái dòng Exeter 150, 155 một cách dễ dàng, khắc phục tiếng kêu cụp cụp khó chịu khi qua những ổ gà. Cái sự bề thế dàn chân trước của con xe hôm nay còn đến từ cái con heo dầu Fando Blitz FCC 100 với một vẻ ngoài liền lạc đi cùng với bộ đôi cụm thắng cùng đặc hiệu ở phía trên. Hiện nó được tích hợp cái phần đĩa thắng của bằng kim xịn sò, đường kính hợp với con heo thắng này chắc chắn đem tính lực thắng ổn định nhất. Chứa dầu hệ thống thắng sau là bình dầu của Rizuma hàng hiệu, cũng mang cho mình màu sắc liền lạc với đa phần những món đồ chơi hàng hiệu cái trên. Dàn chân sau của chiếc xe cũng được người chủ trang bị đĩa thắng của băng kim kết hợp cùng heo thắng là Fando Blitz FCC 660. Cái dòng heo 2 bit trị giá khoảng 8 triệu nhưng lại sở cho mình kết cấu bộ lốc CNC, một cái mảnh nhôm nguyên khối nên có khối lượng cực kỳ nhẹ, đi kèm với có sỏ titan cực kỳ đẹp mắt. Cái cặp mâm của chiếc xe hôm nay đang sổ cho mình dàn chân chính là cái dầm Distip Moto 3, sinh ra từ quá trình chế tạo công phu ban đầu từ hai cái nhôm nguyên chất, sau đó phải trải qua công trình nén ở áp suất lớn để gia tăng cái độ cứng và áp dụng công nghệ CNC tạo hình và nhựa màu trước khi thành phẩm để cho nên nịnh mắt và cường hóa cái độ cứng ở bề mặt. Cái bộ mâm cái Distip Moto 3 có kích thở lần lượt là 2.5 phía trước và 3.5 phía sau. Cái kích thước này người chủ phải lựa chọn cái vỏ là Michelin Blockchip CB cỡ là 90-80 phía trước, size zin, trong khi bánh sau lên tới 160-60, trong khi vỏ sau nguyên bản chỉ có 120-70, tạo nên bờ mông đầy quyến rũ cho con xếp cưng của mình. Phần gấp tối giản trước đây đã được thay mới bởi bộ gấp đến từ là Rapido, cơ bắp lực lượng hơn, mang cho mình hơi thở của một cái dàn chân của dòng mô tô phân khối lớn, phân khúc từ 600 đến 1.000 phân khối. Hệ thống giảm sóc cũng được nâng cấp mạnh chế phục Nitin R3 đầy im máy. Những bộ phận như chân chấm cần 6 tay chắc vân, những chi tiết được chế tạo từ hợp kim titan
tạo diện mạo đỉnh mắt. Hơn nữa nó nhẹ hơn đùi xin khá nhiều nếu so về mặt trọng lượng. Giống như cái phần đèn hình ở trước, đèn hậu sau, thì tính từ Spark Power với kiểu dáng đẹp hơn hẳn đèn xin, thậm chí có thể thay đổi được màu sắc để chiều lòng ý muốn của người chủ. Một cái sự đặc trưng của những bản đồ dàn chân Phật lớn mà chúng ta thường thấy đó chính là cái nắp nồi trong suốt. Và thông qua chi tiết này, anh em thấy rằng bộ nồi nguyên bản đã được thay mới bằng cái nồi 5 lò xo, có một cái sự khác biệt lớn với nồi xin của chiếc Easter cho 3 lò xo trước đây. Ống xả nguyên bản đã nhường chỗ cho phần ống xả Android đến Ý, kết nối qua cái bần bỏ cổ titan sặc sỡ, và bên đó là hạn sẽ tối ưu hóa phần hiệu suất động cơ. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nha. Valo nâng cấp cực ngầu với nội công không phải dạng vừa. Cái chiếc Valo đội hôm nay mang cho mình những món đồ chơi tạo điểm nhấn, và anh em thấy cái đồ chịu chi người chủ chưa dừng ở cái đồ kiển, anh ta còn nâng cấp phần nội công chiếc xe của mình, mục đích chính là biến thành một cái tác phẩm hoàn hảo từ trong ra ngoài. Việc phủ cho mình lớp áp màu đỏ cam nó bật, nhờ đó mà diện mạo chiếc xe độc đáo đã mắt hơn, khẳng định được cái chất riêng của người chủ. Trang bị hiệu năng cao để thấy được chiếc xe của mình chính là cái cụm Dono, cụm ga có công dụng rút ngắn hành trình, tối ưu hóa nước đề ba. Đi cùng với đó là cụm đệm Dono nhỏ gọn, giúp việc bố trí gắn dễ dàng hơn. Đây là cặp đôi bất hủ mà anh em chúng ta hay thường bắt gặp. Cái sự chắc chắn dàn chân chủ yếu đến từ cái mộc Respo 8 chay đèn bóng trắng như zin dành cho dòng Wado, nó cũng được bán mức giá khoảng 2,4 triệu. Ngoài ra ở đây chúng ta còn thấy cái sự hiện diện heo Fando 2 bit đi cùng với cái phần đó là đĩa của Kingdas, có nhiệm vụ rút ngắn, có nhiệm vụ gia tăng hiệu suất thắng. Phần da yên đã hoàn toàn bọc lại để người chủ có thấy người ngồi sau có cảm giác thoải mái hơn. Cái chỉ thiêu đỏ ở trên da yên trông cực kỳ lạc với màu sắc tổng thể chiếc xe. Hộp gió xin lọc gió được loại bỏ hoàn toàn, thay vào đó lọc gió chủ tăng thêm cái lượng gió nạp vào, phối cùng với cái độ của công suất động cơ. Những cái tâm điểm ở đây chúng ta thấy cái phục Holden có cái núm chỉnh titan vô cùng đẹp mắt, mang lại hiệu suất nhỏ êm ái hơn. Đây là cái phần bờ mông bên phải con xe bị cuốn hút bởi cái bộ bốn rốt đi cùng với cổ bộ titan, có nhiệm vụ thoát hơi cho cục máy độ này. Bên trong chiếc kẹt nước cũng được chế tác hoàn toàn từ nhôm CC, hạn chế đá sỏi băng vào, từ đó nâng cao tuổi thọ các nước. Các bạn thấy bản độ này có chất không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, đừng quên tiếp nhớ like, share, subscribe.